Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Đến với video lần này, chúng tôi sẽ so sánh hai chiếc máy thái băm đa năng, một chiếc sử dụng động cơ điện 1.5 kW và một chiếc sử dụng động cơ xăng 5.5 HP. Bây giờ chúng tôi sẽ nổ máy và cùng test hai chiếc máy này để cho các bạn xem hoạt động như thế nào. Chúng tôi sẽ test cùng lúc một loại nguyên liệu, đó là cây chuối. Và chúng ta hãy cùng xem hai sản phẩm của hai chiếc máy này băm ra như thế nào nhé. Đầu tiên là sản phẩm của chiếc máy thái băm dùng động cơ xăng. Thái băm sử dụng động cơ điện. Chúng ta có thể thấy cả hai sản phẩm ra đều rất là nhuyễn và nhỏ, có thể sử dụng cho tất cả các loại gia súc, gia cầm như trâu, bò, heo, gà, vịt. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Nếu các bạn quan tâm đến hai chiếc máy này, hãy đến với quận Tân Phú hoặc liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã coi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.